Chào mừng quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Thì Toyota Tân Cảng Bình Huy là đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam các anh chị. Thì Bình Huy sẽ cung cấp cho quý cô chú anh chị những sản phẩm xe qua sử dụng, chất lượng, đảm bảo tình trạng xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước bằng văn bản nha anh chị nha. Thì hiện tại Bình Huy có chương trình là đổi cũ lái mới hay là thu các loại xe. Thì những chiếc xe nào á mà đảm bảo tình trạng xe không bị lỗi, không bị đâm đụng, không bị ngập nước thì Bình Huy mới mua nha anh chị. Bình Huy thì chuyên về những cái dòng của Toyota như là Vios này, hay là Vigo, đấy, Gratis và Innova, Fortuner. Và hiện tại thì cái lượng nhu cầu mà đang cần mua những cái sản phẩm xe qua sử dụng tại đại lý Tân Cảng, đại lý chính hãng của Bình Huy thì đang có nhu cầu rất là nhiều. Cho nên là quý anh chị nào mà đang có nhu cầu bán xe nha, xe đẹp, chất lượng, lướt thì anh chị cứ liên hệ Huy, đảm bảo với quý cô chú anh chị, bên Huy sẽ định giá cũng như là mua và giao dịch nhanh chóng, an toàn và tiện lợi, thuận lợi nhất cho quý cô chú anh chị đó, để chị có thể bán được một chiếc xe mà được một cái giá trị lớn nhất, đỡ lỗ nhất cái gì đỡ lỗ nhất. Và đặc biệt là những chiếc xe như là Camry, Fortuner, Innova, Vios, Altis, đó là những cái dòng chủ lực tại Toyota Tân Cảng Bên Huy, kể cả những chiếc xe như là Cross, những chiếc xe được khách hàng tìm kiếm trong thời gian gần đây rất là nhiều đó. Thì anh chị mà muốn bán cho Bình Huy thì anh chị gửi thông tin cho Huy, như là chụp cho Huy một tấm hình đầu xe như thế này các anh chị, rồi sau đó thì anh chị chụp giùm Huy thêm một tấm hình nội thất, một tấm hình nội thất các anh chị nha. Xe này cửa bị đóng rồi, ok, cửa thì hiện tại Bình Huy đang đóng. Thì đây Huy cho quý chị mình coi sơ qua, đây chiếc xe này đang mở đây, có khách đang coi. Thì anh chị chụp giùm Huy một tấm hình nội thất như thế này. Đây, để này anh chị chụp giùm Huy tấm hình nội thất. Rồi anh chị chụp giùm Huy một tấm đồng hồ công tơ mét nữa anh chị nha. Đó, để Huy có thể là thấy được là xe này đi được bao nhiêu cây số, rồi nó thuộc cái mẫu nào, số sàn hay số tự động. Rồi anh chị chụp giùm Huy thêm một cái sổ đăng kiểm nữa. Thì Huy sẽ định giá miễn phí xe cho quý anh chị. Và một điểm lưu ý quý anh chị là bên Huy là đại lý chính hãng, và khi mà anh chị bán xe cho bên Huy nha là bên Huy sẽ về làm đẹp, làm maru, vệ sinh sạch sẽ, và bên Huy sẽ bán lại cho người mua là sang tên luôn, chứ không phải là ủy quyền đâu nha, không phải ủy quyền lại. Vì khi mà ủy quyền lại đó các anh chị thì nó có rất là nhiều những cái rủi ro tiềm ẩn sau này, giống như là vấn đề phạt nguội gì đó. Thì nó sẽ gửi về cho quý anh chị người mà đứng tên trên cờ vẹt đó, hoặc là khi mà xảy ra những cái vấn đề về giao thông đó, về những sự cố tai nạn, thì sẽ làm việc với người đứng tên trên cờ vẹt đó. Đó là những cái điểm mà anh chị cần lưu ý khi mà bán xe. Còn Minh Huy thì bán xe nhanh gọn, uy tín, giá tốt, và hỗ trợ cho quý cô chú anh chị sau này anh chị muốn mua xe lại tại Toyota Tân Cảng, kể cả xe cũ hoặc là những chiếc xe mới đó, đang trưng bày phía trước, thì Bình Huy cũng sẽ hỗ trợ ưu đãi về giá tốt nhất cho quý anh chị, giá xe cũ cũng như là giá xe mới đó. Còn hiện tại thì anh chị nào mà đang cần mua những cái sản phẩm xe qua sử dụng, hoặc là anh chị mua xe mới ha, thì Bình Huy cũng có rất là nhiều những cái dòng xe mới đang có tại công ty, như là đây là chiếc xe Toyota Corolla Cross các anh chị. Đây, phiên bản này, phiên bản G nha, màu trắng, nhìn nó đẹp, cầm cao, đi cũng rất là thoải mái luôn. Còn đây là chiếc Veloz các anh chị, chiếc Ride các anh chị, Ride nha, chiếc này chiếc Ride, nó nói với Veloz, chiếc xe Ride 5 chỗ. Còn đây là Venturer, còn đây là đó, đây là chiếc Cross, bản G anh chị ha, bản G. Còn cái này là bản Hybrid, đấy. Còn đây, thiết kế đẹp anh chị, thực sự Camry thay đổi rất là nhiều rất là nhiều anh chị, nhìn nó trẻ trung anh chị. Hiện tại bên Huy cũng đang cần mua những chiếc Camry 2021, 2022, từ 2013 trở về đó, và đặc biệt những chiếc xe 2019, 2020, 2021 bên Huy đang rất cần mua những sản phẩm đó. Còn đây là những chiếc Camry màu trắng ngọc trai rất là đẹp luôn đó. Vios hay màu vàng cũng rất là dễ thương. Thì hiện tại Vios cũng ra cái phiên bản xe mới rồi anh chị nha, có rất là nhiều những tính năng, những cái phụ kiện. Thì anh chị nào mà quan tâm đến cái dòng Vios á, bản mới á, thì anh chị cứ liên hệ đi, Huy tư vấn cho anh chị.
xe đẹp, giá cũng đang rất là tốt luôn, ưu đãi hiện tại đang có. Đây, màu bạc này, màu này cũng đẹp anh chị, Huy cũng thích cái màu bạc này, cái bản này bản B, bản B. Ok, rồi thông tin sơ bộ để quý cô chú anh chị mình nắm thì Toyota Tân Cảng Minh Huy là đại lý chính hãng của Toyota, cho nên là những cái sản phẩm xe mới cũng như là xe qua sử dụng thì Minh Huy đang có rất là nhiều. Và anh chị nào mà quan tâm mua xe hoặc là bán xe thì mua xe thì bên Huy có cam kết cho anh chị bằng văn bản luôn, không đâm đụng, không ngập nước, và có cấp sổ bảo hành về động cơ và hộp số cho anh chị. Còn anh chị nào mà bán xe, đang cần xe bán thì cứ gửi thông tin cho Huy, Huy sẽ định giá cũng như là đến trực tiếp nhà của quý anh chị tiến hành các thủ tục mua bán nhanh gọn, và về khâu thanh toán cũng như sau này sang tên bán cho khách hàng khác thì bên Huy cũng sẽ sang tên, chứ không để hình thức ủy quyền nha anh chị nha. Ok, rồi thông tin sơ bộ cho quý anh chị mình nắm, có nhu cầu thì cứ liên hệ với Huy ạ. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo ạ.